và AirPods được tạp chí tham chọn vào top thiết bị tốt nhất thập kỷ. Các thiết bị trong danh sách các thiết bị quan trọng và có ảnh hưởng nhất thập kỷ của tạp chí tham bao gồm từ tất cả các công ty công nghệ lớn như Apple, Google và Microsoft. Tuy nhiên, chỉ Apple có được nhiều sản phẩm lọt vào danh sách này. Tham không đánh số thứ tự các thiết bị trong danh sách và cho biết các thiết bị đều có tầm ảnh hưởng quan trọng như nhau. Tuy vậy, iPad của Apple là thiết bị được nhắc đến đầu tiên trong danh sách này. Tham cũng nói rằng, các đối thủ cạnh tranh có dư thời gian để bắt kịp nhưng họ không làm được. Tạp chí danh tiếng này cũng đưa ra quan điểm tương tự về Apple Watch, thiết bị tiếp theo nằm trong danh sách bình chọn của Tham. Tham nói rằng Apple Watch giờ đây đã trở thành một phụ kiện chính. Với AirPods, Tham cho rằng AirPods nhanh chóng trở thành một biểu tượng theo cách riêng của nó. Các sản phẩm của Tesla, Microsoft, Amazon cũng có mặt trong danh sách bình chọn của Tham.